Chủ nhật, ngày 24/3/2024, gần 3.000 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ tranh tài ở 4 cự ly: bán marathon 21 km, 10 km, 5 km và 3 km tại giải Việt giã truyền thống Copacolon, thành phố Pleiku lần thứ 44. Đường chạy thơ mộng, sử dụng hệ thống chip cam, giải thưởng hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài kịch tính. Những ấn tượng từ giải Việt giã truyền thống Copacolon, thành phố Pleiku lần thứ 44 năm 2024 sẽ được truyền tải trọn vẹn đến quý khán giả trong chương trình live stream từ 5 giờ đến 9 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 24/3/2024 trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok, truyền hình Gia Lai. Sự tương đồng về mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân là lý do để Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai quyết định đồng hành cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai trong chương trình truyền hình live stream giải Việt giã truyền thống Copacolon, thành phố Pleiku năm 2024 nhằm đưa giải đấu đến gần hơn với người yêu môn thể thao chạy bộ trong cả nước. Qua đó, lan tỏa thông điệp sức khỏe là vàng và ý thức bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân. Kính mời quý khán giả đón xem và cổ vũ cho các runner chinh phục giải Việt giã truyền thống Copacolon, thành phố Pleiku lần thứ 44 năm 2024.